Cái này là quê mình là gọi là đỗ dài ấy mọi người, còn nhiều nơi gọi là đậu đũa. Đậu đũa này xào lẫn thịt ba chỉ mà cho tỏi vào thì ngon tuyệt vời luôn. Chiên thịt vàng thì mình cho chút nước mắm vào, chút bột ngọt, một chút muối, cho một chút tương ớt nhé mọi người. Mình đảo đều lên rồi mình cho đỗ vào. Quê mình ở Hà Nam thì mọi người là các cụ là thường gọi là đỗ dài nhé, nhưng mà con nơi này gọi là đậu đũa nhé mọi người, mình hay gọi đỗ dài nó quen. Mình bóc tỏi cho vào đậu đũa cho mọi người. Sắp chín rồi đấy mọi người. Đấy, mình xào đỗ chín rồi mọi người. Giờ mình sẽ cho tỏi vào đảo đây là được. Cho tỏi đảo đều đây là được. Mùi thơm phức luôn. Tỏi rất là ngon mà.